Bạn muốn có một cái website bán hàng cực kỳ chuyên nghiệp và cực kỳ đẹp như thế này, giống như những trang Lazada, Tiki, Shopee hả các bạn ha. Bạn thấy trên trang chủ của mình bố trí rất nhiều sản phẩm, rất nhiều danh mục. Nếu các bạn muốn tốc độ nhanh chóng để tạo ra một website không cần biết lập trình để có được một cái website bán hàng và đầy đủ mọi thông tin như thế này, các bạn có thể thiết kế ra logo, header, có giỏ hàng, có thanh toán cho khách hàng mua hàng, cho khách hàng đánh giá thông tin. Rất là nhiều dòng sản phẩm của chúng ta đưa lên trên khu vực này và chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều cái danh mục kiểu menu như thế này hả các bạn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tạo ra những cái mẫu trang tin tức cực kỳ đẹp như thế này. Và làm sao để chúng ta không cần biết lập trình có thể tạo ra được một cái mẫu website cực kỳ nhanh chóng như thế này. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta thực hiện được việc đó. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Văn Thư Web, và đây là một trong những video chia sẻ cho các bạn một cách cực kỳ ngắn gọn và đơn giản để cho chúng ta ai cũng có thể không cần biết lập trình tạo ra được một cái website bán hàng. Và cái website bán hàng này sẽ giúp được cái gì cho các bạn? Nếu các bạn đang là một cái người bán hàng truyền thống, các bạn muốn đẩy hàng của bạn lên thị trường online thì các bạn cần phải có một cái web nó sẽ đưa cho chúng ta rất nhiều thông tin. Các bạn có thể đưa trên khu vực này mọi cái mặt hàng của các bạn, mọi danh mục ở đây ha các bạn ha. Và ở trong khu vực này khách hàng sẽ biết được thông tin hotline của chúng ta. Khi mà chúng ta bán hàng trên những cái nền tảng mạng xã hội thì chúng ta đăng nó sẽ bị mất, còn website nó sẽ còn ở đây mãi mãi với lại chúng ta. Hàng năm chúng ta chỉ cần cập nhật thêm sản phẩm mới thì chúng ta sẽ sử dụng một cách rất là chuyên nghiệp và bền vững hơn các bạn ha. Thì để có được một website như thế này thì trước đây chúng ta rất là tốn kém và mất nhiều thời gian. Nhưng ngày hôm nay thì chia sẻ cho các bạn một cái quy trình cực kỳ đơn giản. Video này nó chỉ gói gọn từ 15 tới 20 phút mà các bạn có thể làm được một cái website từng cái bước một, từng bước một. Ok, làm sao để thực hiện được việc này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Rồi ok, trong video này thì chia sẻ cho bạn những phần nào. Thứ nhất là cái phần hướng dẫn kích hoạt hosting và tên miền. Thứ hai là chúng ta cài đặt WordPress. Thứ ba là chúng ta tải và cài đặt theme Lastom lên website của chúng ta. Thứ tư là chúng ta set up user password để hoàn thiện website của chúng ta. Chúng ta sẽ đi qua 4 khâu như vậy và hoàn thiện một cái website bán hàng. Sau đó chúng ta sẽ thay đổi thông tin và chúng ta cập nhật sản phẩm lên để chúng ta có thể bắt đầu bán hàng ngay ngày hôm nay luôn. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu và bắt đầu thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua bước số 1, đăng ký hosting và tên miền. Rồi, đầu tiên, bước số 1 là chúng ta đăng ký hosting và tên miền. Các bạn di chuyển giúp mình vào đường dẫn là vanthiweb.com/inet, sau đó chúng ta sẽ nhấn Enter. Rồi, hệ thống sẽ đưa chúng ta tới nơi đăng ký hosting và tên miền. Đây là một trong những nơi chúng ta mua được hosting tên miền giá cực kỳ tốt rồi các bạn ha. Thì chúng ta sẽ rê chuột tới khu vực là Cloud Hosting ở đây, các bạn sẽ kích chuột vào khu vực này. Ok, ở trong khu vực này chúng ta có thể có thấy rất là nhiều gói ở đây và các bạn có thể tham khảo được thông số hả các bạn. Nếu các bạn là người đầu tiên sử dụng website và lần đầu tiên chúng ta mua một cái gói thì các bạn có thể lựa chọn cái gói đầu tiên để chúng ta có thể mua thôi các bạn. Đây là cái gói 10 website và có 10 dung lượng GB lưu trữ, có 2GB RAM và có 2GB CPU. Các bạn có nhu cầu lớn hơn thì chúng ta có thể mua trong cái khu vực này ha các bạn. Các bạn có thể tham khảo những cái thông số này, và những thông số mình vừa gợi ý cho các bạn là những thông số chính quan trọng nhất để chúng ta bắt đầu mua một cái hosting và tên miền. Rồi, trong khu vực này nó sẽ có vài thông số là miễn phí SSL, backup hàng ngày cho chúng ta và sử dụng với lại One Panel thôi các bạn. Rồi, tiếp theo nó có chế độ nữa là tăng tốc bằng LightSpeed thôi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm kích vào cái nút đăng ký ở đây và chúng ta sẽ thấy trong khu vực này nó có một cái mục nữa là gắn tên miền. Chúng ta sẽ kích vào chế độ là quý khách đã có tên miền. Nếu các bạn đã có tên miền mua trước đây rồi thì chúng ta sẽ nhập vào khu vực này. Nếu các bạn chưa có tên miền thì chúng ta có thể kích vào đây để chúng ta đăng ký luôn cái gói tên miền ha các bạn. Ví dụ mình tạo một cái web là vanthedemo.com. Rồi, sau đó chúng ta bấm vào kiểm tra ha, và chúng ta thấy tên miền này vẫn còn. Nếu các bạn thấy tên miền này không có nút chọn á, thì các bạn biết rằng cái tên miền nó đã hết rồi, thì các bạn có thể là chọn mua cái tên miền khác nha. Ở đây tên miền vanthedemo nó còn thì mình bấm vào nút chọn ở đây luôn. Sau đó các bạn sẽ di chuyển tới phần bên phải này, nó có một cái phần mã khuyến mãi. Nếu trong trường hợp mà hệ thống nó không có khuyến mãi 50% thì các bạn sẽ nhập giúp mình một cái mã khuyến mãi có tên là Văn Thế Web các bạn. Nhập vào khu vực này, các bạn nhập mã khuyến mãi Văn Thế Web vào và các bạn bấm áp dụng, nó sẽ giảm cho các bạn 30%. Và hiện tại hệ thống đã áp dụng chương trình 50% mừng sinh nhật của INET 19 tuổi rồi, nên không áp dụng đồng thời hai chương trình hả các bạn. 50% nó lớn hơn 30% là cái việc chắc rồi, nên do đó chúng ta chỉ áp dụng một chương trình thôi, ok chưa? Sau đó các bạn bấm vào cái nút tiếp tục ở đây. Ok, nếu trong khu vực này các bạn chưa có tài khoản thì các bạn điền đầy đủ thông tin vào giúp mình, đăng ký một tài khoản thôi các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ check vào là
À, bấm vào cái nút chế độ là thanh toán chuyển khoản hoặc là thanh toán online. Rồi mình sẽ bấm vào thanh toán chuyển khoản, đăng ký dùng ngay. Tôi đồng ý và sau đó chúng ta bấm vào thanh toán ngay. Ok. Thì hệ thống sẽ xuất hiện ra thông tin ở đây và chúng ta chỉ cần kích hoạt vào cái chế độ là QR code. À, và chúng ta sẽ dùng điện thoại di động chúng ta quét mã này và các bạn sẽ nhận được email sau một thời gian nó sẽ kích hoạt hả các bạn ha. Ok, sau khi các bạn đăng ký tên miền hoặc tên thành công, mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tới bước thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua bước số 2, cài đặt WordPress. Rồi ok, sau khi mà chúng ta đã đăng ký cái gói hosting thành công, các bạn sẽ di chuyển tới khu vực ở đây. Chúng ta đi qua bước 2 đó là cài đặt WordPress. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển tới phần danh sách dịch vụ ở đây. Rồi các bạn kích chuột vào giúp mình. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần tab hosting ở đây. Khi mà chúng ta đăng ký thành công rồi, ở đây mình đăng ký cái tên miền mẫu web chuẩn SEO.com ha các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy cái hosting ở đây nè, nó sẽ có một cái dãy địa chỉ IP, chúng ta sẽ copy vào đây được chưa các bạn? Ha, các bạn sẽ nháy phải, chúng ta copy cái địa chỉ IP này và chúng ta quay ra lại cái tab số 2. Mình sẽ nhân bản cái thằng này lên một tab nữa, duplicate nó lên. Thì khi mà chúng ta mở cái phần tên miền ra thì các bạn sẽ thấy cái tên miền của chúng ta nó sẽ có cái chữ là cập nhật bản ghi. À, chúng ta sẽ rê chuột vào đây và các bạn sẽ thấy ở đây mình đang cập nhật bản ghi rồi ha. À, chúng ta sẽ thấy cái địa chỉ IP ở đây nè và làm sao để chúng ta thêm được địa chỉ IP ở đây, mình sẽ xóa hai cái thằng này đi. À, mình sẽ xóa hai cái địa chỉ để mình thêm lại cho các bạn xem. Chúng ta bấm thêm vào bảng ghi, chúng ta thêm ở đây là dấu a cộng, ở đây là địa chỉ IP, sau đó chúng ta bấm nút lưu. Tiếp theo các bạn thêm một cái bảng ghi mới giúp mình, đó là cái dấu sao của các bạn. Sao có nghĩa là tất cả, trong tin học sao có nghĩa là tất cả. Sau đó chúng ta bấm nút lưu, ok chưa? Sau khi chúng ta đã cập nhật xong cái phần thông tin này, các bạn lên trang web DNS, chúng ta di chuyển vào đây và các bạn sẽ gõ tên domain của chúng ta. Ví dụ như ở đây mình đăng ký một cái là mẫu web chuẩn SEO, mình sẽ nhập vào khu vực này mẫu web chuẩn SEO, chúng ta bấm vào Resolve. Nếu nó trả về kết quả IP khớp với lại IP chúng ta mua hàng thì đây là cái việc chúng ta đã kết nối hai cái phần thông tin hosting và tên miền thành công rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã vừa xong cái phần thông tin số 2, đó là đăng ký kết nối hosting và tên miền và trỏ địa chỉ IP. Bây giờ chúng ta sẽ đi cài đặt WordPress. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái việc là trỏ tên miền và hosting rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi cài đặt WordPress. Các bạn quay lại cái khu vực hosting ở đây của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút đăng nhập. Ok, hệ thống nó sẽ chuyển cho chúng ta tới một cái phần quản trị. Các bạn sẽ di chuyển giúp mình tới cái phần là Site Management. Các bạn di chuyển tới cái phần domain. Rồi, trong đây chúng ta có thể thêm rất nhiều tên miền vào. Nếu các bạn muốn thêm 10 tên miền, 8 tên miền gì đó thì tùy gói chúng ta bấm add ở đây ha các bạn. Các bạn nhập tên miền vào ở đây là ok. Và ở đây mình đã có thêm tên miền sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra cái khu vực ở đây là có phần WordPress Manager. Rồi ok, trong cái khu vực này thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái chữ WordPress Install, chúng ta sẽ kích vào đây. À, chúng ta sẽ chọn cái domain của chúng ta đã thêm vào ha các bạn. Và các bạn sẽ bấm vào chế độ là tạo mật khẩu ở đây, các bạn cứ để tạm giúp mình. Và chúng ta sẽ để chế độ version là latest, tức là phiên bản mới nhất. Ok, sau đó chúng ta bấm vào nút lưu, confirm. Thì các bạn sẽ đợi cho hệ thống nó chạy và nó sẽ cài đặt WordPress cho chúng ta một cách cực kỳ nhanh chóng thôi các bạn ha. Rồi như vậy là hệ thống đã tạo ra cho chúng ta một cái đường link như thế này. Chúng ta sẽ copy link này, chúng ta mở ra một tab mới. Các bạn sẽ lấy user ở đây là admin và password ở đây là chúng ta copy cái chỗ này chúng ta đem vào đây. Rồi mở lên chúng ta xem chính xác chưa và chúng ta bấm login vào bên trong. À, thì như vậy nó sẽ ngay lập tức login vào hệ thống bên trong. Tuy nhiên một số bạn sẽ không thấy cái biểu tượng SSL ở đây, tức là chứng chỉ bảo mật. Các bạn quay lại khu vực này giúp mình, tắt thằng này đi. Chúng ta sẽ bấm vào cái chế độ là dashboard ở đây. Các bạn sẽ tìm giúp mình cái chữ là SSL. Chúng ta di chuyển tới phần là SSL và chúng ta bấm vào add SSL. Sau đó các bạn di chuyển tới khu vực này, các bạn sẽ chọn chế độ là recommend. Chúng ta chọn domain, chọn auto SSL và chọn provider là zero SSL. Sau đó chúng ta bấm vào add SSL ở đây. À, thì hệ thống nó sẽ tự động cài đặt cho chúng ta. À, vì mình đã cài đặt trước đó rồi. Ok, tiếp theo các bạn quay lại cái khu vực WordPress Manager. Chúng ta kích vào đây và chúng ta di chuyển tới phần domain. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái chữ nữa là PHP version change. Chúng ta chọn lại phiên bản 7.4 giúp mình, tại vì phiên bản 8.1 nhiều khi nó chạy còn chưa ổn định. Các bạn chọn giúp mình 7.4 là phiên bản đang hoạt động ổn định nhất ha. Rồi ok, như vậy là chúng ta sẽ mở website của chúng ta ra. Vậy chúng ta đã có một cái giao diện trắng như thế này. Ok chưa? À, vậy là chúng ta vừa đăng ký hosting, vừa đăng ký tên miền, kết nối lại với nhau, cài đặt WordPress và cài đặt SSL rồi. À, rất là đơn giản hả các bạn?
Bước tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta cài đặt theme lên. Bước số 3, chúng ta sẽ tải và cài đặt theme. Bước số 3 là chúng ta sẽ tải và cài đặt theme lên ha. Thì các bạn sẽ di chuyển vào cái đường dẫn mình để dưới phần mô tả phía dưới ha. Theme này là chúng ta mua bản quyền nha các bạn nha. À, đây là cái theme mà chúng ta sẽ cần cài đặt vào website của chúng ta. Và các bạn click vào cái đường link phía dưới mô tả, các bạn sẽ tải và cài đặt cái thằng này. Cái đây là cái theme bản quyền ha các bạn ha. Chúng ta đăng ký thì chúng ta mới sử dụng được. Sau đó các bạn bấm vào thêm giỏ hàng ở đây. Rồi, ok. À, chúng ta bấm vào tiến hành thanh toán. Sau đó chúng ta điền thông tin cá nhân của chúng ta vào đây. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ thanh toán với quét mã Momo hoặc là mã QR. Chúng ta sẽ bấm đặt hàng ở đây. Rồi, lúc này chúng ta sẽ dùng điện thoại chúng ta thanh toán ở đây và chúng ta sẽ nhận được một email. Sau đó chúng ta sẽ tải cái file trên email về hả các bạn. Rồi, sau khi mình đã đăng ký và mình tải kích hoạt cái thằng này về rồi thì các bạn sẽ tải được một cái theme có tên là như thế này. Các bạn sẽ tải một cái theme trắng có đuôi là .wred như thế này hả các bạn. Đây là cái theme chúng ta cần cài đặt lên. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái khu vực website của chúng ta. Các bạn sẽ di chuyển tới phần My Website. Chúng ta bấm vào cái chữ Login. Chúng ta bấm vào Add New Login. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực này. Các bạn sẽ gõ vào cái chữ Migration. Chúng ta nhấn Enter. Các bạn tìm đúng giúp mình cái chữ là Migration. Ở đây nó xuất hiện ra cái phần là All-in-One Migration của cái đơn vị ServerMart. Chúng ta sẽ bấm vào Install Now. Ok, chúng ta sẽ đợi cho cài đặt cái tiện ích này thành công và chúng ta sẽ kích hoạt lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi cho nó cài. Trong quá trình nó cài, chúng ta không được thoát trình duyệt ra nha các bạn nha. Sau đó chúng ta active nó lên. Cực kỳ nhanh chóng hả các bạn ha. Chúng ta kích hoạt ở đây. Rồi, sau khi cài đặt xong rồi, các bạn di chuyển tới khu vực ở đây. Chúng ta sẽ thấy một cái chữ import. Và chúng ta sẽ thấy cái chữ import from. Chúng ta kích vào cái chữ file. Và các bạn sẽ di chuyển tới khu vực desktop. Chúng ta sẽ đưa cái phần theme mà chúng ta vừa cài đặt về. Đấy, nó có tên là theme.wred thôi các bạn ha. Tốc độ nó load cực kỳ nhanh. Một cách đơn giản, chúng ta chỉ cần vài thao tác, chúng ta có thể tạo ra được một cái giao diện cực kỳ nhanh chóng như thế này. Và các bạn thấy tốc độ load của Hosting cũng khá là ổn định. Đó, nó đang chuẩn bị dữ liệu cho chúng ta và nó sẽ tạo ra cho chúng ta một website hoàn toàn chúng ta không biết lập trình. Sau đó các bạn bấm vào chế độ là Process. Ok, dữ liệu đang chuẩn bị và các bạn sẽ chuẩn bị đón nhận một cái mẫu website hoàn toàn tốc độ cao. Chúng ta bấm vào Finish. Bây giờ chúng ta sẽ load lại cái phần admin của chúng ta. Nó sẽ có cái chữ là cập nhật database. Bấm vào tiếp tục ở đây. Ok, bây giờ các bạn sẽ di chuyển ra cái domain chính của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy được chúng ta đang có một cái website cực kỳ đẹp, cực kỳ chuyên nghiệp như thế này. Giống như những trang web hàng đầu bán hàng ở Việt Nam như là Shopee, Tiki, Lazada mà các bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí. Khi thêm vào giỏ hàng ở đây, nó sẽ có phần cổng thanh toán luôn cho chúng ta. Rất tuyệt vời ha các bạn ha. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn tất xong cái phần cài đặt theme lên cái phần website của chúng ta. Bước thứ tư là chúng ta hoàn thiện website. Bây giờ làm sao để chúng ta đổi được cái user password đăng nhập vào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào trong phần cPanel. Chúng ta sẽ bấm vào My Manager, My SQL Management. Và chúng ta sẽ tìm tới cái SQL của chúng ta. Chúng ta sẽ kích chuột vào đây ha các bạn ha. Rồi chúng ta kích vào. Và trong khu vực này nè, chúng ta sẽ tìm tới một cái bảng có tên là Option. Đó, chúng ta sẽ kích vào Default Option hoặc là cái bảng có tên là Option ở đây ha các bạn ha. Và chúng ta sẽ thấy cái link của chúng ta đã được cập nhật rồi. Nếu mà chúng ta thấy còn thiếu chữ S thì chúng ta mở ra. Chúng ta thêm cái chữ HTTPS ha các bạn. Rồi chúng ta bấm vào chữ Go. Tiếp theo trong cái phần Home này, chúng ta cũng chỉnh sửa lại cái chữ HTTPS luôn. Đó, bước thứ nhất. Bước thứ hai, các bạn sẽ tìm tới cái bảng User. Chúng ta sẽ tìm tới cái bảng User ở đây. Và các bạn xóa bớt đi một cái phần Admin. Mình xóa bớt đi và bấm Edit nè. Chúng ta sẽ đổi thành User. Ví dụ như mình đổi thành User là Admin Pro. Rồi Admin Pro 2024, 3 dấu thăng. Rồi, ok. Đây, các bạn copy ra một nơi để chúng ta nhớ ha. Ok. Rồi được chưa, đây là user, đây là password. Tuy nhiên cái chỗ user pass này nè, có nhiều bạn sai hay không là sai chỗ này nè. Chúng ta bấm vào chữ MD5, chọn MD5 giúp mình. Ở dưới đây các bạn cập nhật email của các bạn lại nha. Cập nhật domain của chúng ta lại. Ví dụ như là mẫu web chuẩn sale.com. Ok chưa, sau đó chúng ta bấm vào chế độ Go. Bây giờ các bạn sẽ quay ra bên ngoài web của chúng ta. Mẫu web chuẩn sale.
À, chúng ta muốn di chuyển vào bên trong thì chúng ta bấm shift một cái WordPress trừ admin, chúng ta nhấn enter. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền user password của chúng ta vào đây, user password, chúng ta sẽ copy build vào đây là xong, bấm login. Rồi chúng ta bấm email là chính xác. Như vậy là chúng ta đã login vào hệ thống bên trong cực kỳ nhanh chóng thôi các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở website của chúng ta ra, chúng ta xem. Chúng ta chỉ cần cập nhật thông tin nội dung sản phẩm lại hết toàn bộ là xong thôi các bạn. Như vậy là Thế đã vừa chia sẻ cho các bạn một video rất là đơn giản, ngắn gọn để tạo ra được một cái website để bán hàng. Các bạn có thể bán sản phẩm thời trang, bán sản phẩm mỹ phẩm, bán hàng thực phẩm chức năng, bán rất là nhiều loại. Chỉ cần chúng ta thay đổi cái giao diện lại, thay đổi nội dung lại là ok ha các bạn ha. Rồi ok, nếu các bạn nào muốn thay đổi thông tin logo, menu và quản lý content bên trong này một cách đầy đủ và chuyên nghiệp thì mình đã có một cái video gắn ở dưới mô tả luôn các bạn ha. Các bạn coi tiếp tục cái video là kỹ thuật quản trị website Lastsome. Từng bước một mình đã chia sẻ trong khu vực này rất là chi tiết. Các bạn có thể thay đổi lại mọi thông tin cực kỳ nhanh chóng ha các bạn. Vì video này mình đã làm trước đó rồi, mình sẽ không lặp lại video này nữa để cho nó trùng lặp hơn các bạn ha. Các bạn chịu khó chúng ta kích vào cái video này, chúng ta xem là các bạn sẽ biết cách quản trị ha các bạn. Cực kỳ đầy đủ và chi tiết trong video này, mình sẽ gắn cái link video này dưới cái phần mô tả luôn. Các bạn sẽ thuận tiện hơn trong cái việc là click vào chúng ta xem tiếp theo ha các bạn ha. Xin chúc các bạn thành công và xin chúc các bạn có được một cái mẫu website cực kỳ ưng ý để bán hàng như thế này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về kiếm tiền online, về thiết kế website digital marketing cũng như về affiliate thôi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.